恐龙做法，快到救大家！Sao Đô La chạy gì mà dữ vậy? Có, đằng kia có một con khủng long đuổi con. Wow, một con khủng long mà nó đuổi con hả? Dạ. Thế bây giờ con định làm gì với con khủng long đó? Con phải bắn. À, con đi săn con khủng long đó đúng không? Dạ. Thế bây giờ con định lấy cái gì để săn con khủng long? Bắn, lấy súng. À, con lấy súng bắn con khủng long đúng không? Mà súng của con ở đâu? Dạ, trong đây. À, cái bạn nhỏ Đô La lấy súng ra cho bạn coi nào. Đâu, súng đâu? Wow, một khẩu súng đẹp quá. Bây giờ bạn nhỏ Đô La thử bắn thử xem là khẩu súng này nó như thế nào nào. Wow, đẹp quá. Đấy. Bây giờ bạn nhỏ Đô La sẽ sử dụng khẩu súng này và đi săn con khủng long nhé các bạn. Rồi, mình cùng đi săn con khủng long nào. Thế là Đô La đã bắn hạ được con khủng long rồi hả? Dạ. Wow, Đô La giỏi quá. Với khẩu súng đồ chơi này thì bạn nhỏ Đô La đã bắn hạ được con khủng long rồi đó các bạn ơi. À, bạn Đô La thích khẩu súng này không? Có. À, thế bữa sau mà gặp khủng long nữa là mình sử dụng súng đồ chơi bắn hạ hết con khủng long nhá. Còn bây giờ thì đi học thôi nhá. Rồi, đi thôi.